không nhỉ? Có ai gặp lỗi không? Hay là còn chưa chép xong? Bây giờ vận dụng cái hàm này thôi. Chết cũng không xong. Này, để ý này. Cái vòng for code ở trong nó nằm từ cái nằm cái vòng for hay câu lệnh if else đều thế, hay vòng hay cái hàm đều thế. Viết tên hàm xong rồi đến tham số xong rồi đến mở nhọn. Mở xong rồi lại phải đóng nó vào. For cũng vậy, if cũng thế. Có mỗi cái việc đóng mở cái gặp hoặc nhọn này thôi, tôi mà ông không làm được thì tôi cũng chẳng hiểu là như nào nữa. Chứng tỏ một cái điều duy nhất đó là về ông chẳng học cái gì cả. Có vậy thôi. Còn đã đi học thì còn về không học thì tôi cũng chịu. Đến bây giờ tôi về nhà tôi còn phải học nữa là các ông các bạn. Chẳng hiểu như nào luôn. Nhưng toàn những cái lỗi cực kỳ logic, cực kỳ cơ bản.
lỗi lại còn lỗi cú pháp. Mày không thèm học hành gì, tài thật. Chúng ta vận dụng cái này như sau à? Đọc phải hiểu, đọc cốt, dịch cốt dần ra. Lúc đầu có thể là đọc chậm, nhưng mà vì sau dần dần mình sẽ nhớ, mình hiểu, mình đọc cũng nhanh hơn. Thì ở đây thì cái hàm này sẽ là như thế nào? Cái hàm nó sẽ giúp chúng ta sinh ra một cái mảng. Đây, đầu vào của nó là cái mảng, đầu ra của nó là một cái mảng. Được chưa? Nó sẽ sinh ra một cái mảng. Và trong cái mảng này nó sẽ giúp sinh ra là bằng này phần tử. Số lượng phần tử bao nhiêu thì bằng với cái total number. Được chưa? Sau đó các phần tử của nó sẽ nằm trong khoảng, tức là nó sẽ dao động random. Min là bằng cái số min truyền vào tương đương với cái random min này. Max sẽ bằng cái số max truyền vào. Được chưa? Chứ ngoài ra các bạn đừng, các bạn hoàn toàn không phải theo tôi làm cái gì cả. Đọc hàm là phải hiểu mà dùng. Ví dụ bài toán yêu cầu là tìm chỉ là 3 số thôi, nằm trong khoảng từ 1 cho đến 10. Thì bây giờ sẽ điền cái gì vào đây? 1,10,3. Có thế thôi. Có gì phức tạp đâu. Được chưa? Có mỗi vậy thôi. Xong chưa? Bây giờ sẽ là bài 2. Bài 1 là chưa đạt yêu cầu rồi nhá. Bài 2 sinh ra một mảng random có 20 phần tử. Có 20 phần tử random trong khoảng từ 1 cho đến 100. Sau đó sắp xếp lại hàm theo thứ tự tăng dần. Được chưa nhỉ? Ví dụ ở trong này hàm của tôi là 949 đúng không? Đúng chưa? Thì tôi cần, đây là cái hàm trước khi sắp xếp này. Hàm sau khi sắp xếp tôi sẽ yêu cầu nó hiển thị là 499. Được chưa? Ở đây là 698, sau khi sắp xếp nó sẽ là 689. Được chưa nhỉ? Hiểu không nhỉ? Sắp xếp lại. Và cái hàm sắp xếp thì mình phải tự tay code ra, chứ không sử dụng cái hàm sort có sẵn ở trong PHP đâu. Ăn đập đấy. Tự tay làm hàm sắp xếp. Đây là làm 2:35, sẽ cho đến 2:45 một hàm sắp xếp.
Không có ai có manh mối gì chưa? Gợi ý thứ nhất, bubble sort, sắp xếp nổi bọt. Năm phút sau tôi sẽ là có gợi ý thứ hai, sắp xếp nổi bọt. Cái kiểu nó là như thế.
Xem đi lại đi phòng xem có người nào chi. Không có quay đến đây. Đây là có để làm gì đâu nha. Lô tố là làm gì đâu này. Được chưa? Sau để chạy được cái file index này mình phải vào trong cái phần chứa nữa. Được. Mình chạy đâu. L đâu chứ L đâu. Được. Thì sắp xếp nổi loạt đi, cũng phải ngồi đến một cái đầu lại tai đâu. Cái ít thôi cũng phải giống đầu tôi ấy. Sắp xếp nổi loạt cứ tìm đi. Là cái gì? Phải xem thì biết nó là cái gì. Người ta đã cho keyword rồi mà không đi tìm lại còn hỏi. Sau này bảo lấy vợ đi, vợ là cái gì? Thế thì ông nhìn nó làm gì, thằng này xuống dưới kia ngồi, được chưa? Một trong hai thằng xuống dưới ngồi. Nhanh. Đàn đúng với nhau. Làm chẳng làm, học chẳng học, ngồi nhìn. Rồi, gợi ý tiếp nha. Gợi ý tiếp. Đây cái này. Tập trung đây. Khi mà chúng ta có một cái bảng, ví dụ như 1, 8, 6, 7, 10, ví dụ như này thôi. Tôi muốn sắp xếp cái bảng này theo trật tự là từ nhỏ cho đến lớn. Sắp xếp lại, nếu mà chúng ta nhìn bằng mắt thì chúng ta sắp xếp bằng kiểu gì? Cái nào trước, cái nào sau? 1, 6, 7, 8, 10 đúng không? Vậy làm sao để dùng code để sắp xếp được bởi mình cái? Cái này là cho chúng ta tự nhìn thấy nó như vậy. Nhưng mà sau này cái bảng của chúng ta là bảng random. Làm sao mà vẫn cứ chạy một đoạn câu lệnh mà nó vẫn cứ sắp xếp được? Giờ làm nào? Thì chúng ta phải tìm cách dễ nhất là tìm sắp xếp nổi loạt. Nổi loạt. Ý sao ạ? Gợi ý này. Vòng lặp thứ nhất. For y bằng 0. Y nhỏ hơn cái cao. Cao gì tự biết. Y cộng cộng đúng không? Đúng chưa? Thì tôi chạy vòng lặp thứ nhất y bằng 0. Đúng chưa? Tôi sẽ có cái đô la ADR ở phần tử thứ y. Đến lúc này cái này nó bằng mấy? Bằng mấy? Hiện tại vòng đầu tiên y đang bằng 0 này. Thì cái này nó bằng số mấy? Số 1 đúng không? Đang chạy cái này. Y bằng 0 thì tương đương với số 1. Không chưa? Cứ biết gì ra.
Được. Bây giờ tôi có một vòng lặp nữa ở phía trong này. For G, đô la G bằng đô la Y cộng 1. Có được không? Sau đó là lấy G nhỏ hơn cao, vẫn nhỏ hơn cao, G cộng cộng. Viết này có được không? Rồi, tức là như này, nếu mà tôi viết hai vòng lặp đồng nhau như này, thì các bạn xem này. Vòng lặp đầu tiên với Y bằng 0, đúng chưa? Nó sẽ so sánh chính bản thân nó với toàn bộ phần tử còn lại, so sánh với 1, với 2, với 3, với 4, đây là 1, 2, 3, 4, 5, đúng không? Với 5, đúng chưa? Nghĩ kỹ nhá. Y bằng 0 thì Y sẽ compare, sẽ so sánh giá trị của nó với các phần tử bằng 2, bằng 3, bằng 4, bằng 5. Những cái từ 1, 2, 3, 4, 5 này nó chính là cái đô la gì, đúng chưa? Xong rồi sau đó nếu mà chạy vòng lặp tiếp, tức là đến Y bằng 1, đúng không? Tức là số 8 này, thì cái số 8 này lại so sánh nó với 6, 7, 10, đúng chưa? Y cộng cộng đây là Y bằng 6, thì chính nó lại so sánh nó với các phần tử này, đúng chưa? 7 thì lại so sánh nó với thằng này, còn 10 thì thôi, không so sánh nữa, đúng như nhỉ? Thế vậy bây giờ chúng ta so sánh cái quái gì ở đây? Chúng ta để ý này, nếu tôi không để số 1 ở đây, tôi để số 9 để cho nó có thực thi đi, đúng chưa? Nếu tôi để số 9 ở đây, tôi sẽ so sánh như sau. Nếu if đô la ANR ở phần tử thứ Y, đúng không? Mà làm sao? Nhỏ hơn. À đúng rồi, lớn hơn, xin lỗi. Lớn hơn đô la ARR ở phần tử thứ G. Nếu mà như này thì sao? Tức là nếu mà tôi so sánh thằng này với thằng này, thằng số 1 và thằng số 2, à thằng số 0 và thằng số 1, Y bằng 0 thì tất nhiên là hai thằng này so sánh nhau thì được G bằng 1, đúng không? Nếu mà thằng này lớn hơn thằng này thì sao? Đổi chỗ hai thằng này cho nhau, đúng chưa? Thế là nào để đổi chỗ hai thằng? Đúng rồi, tạo một biến ảo. Chúng ta sẽ có là đô la TMP là một biến ảo, đúng không? Bằng đô la ARR ở phần tử thứ Y, xong chưa? Sau đó chúng ta có đô la ANR ở phần tử thứ Y bằng đô la ARR ở phần tử thứ G. Sau đó đô la ARR ở phần tử thứ G sẽ được gán bằng TMP. Ba cái dòng này thôi. Được chưa? Được không? Đúng không? Đầu tiên này, cái TMP này bằng ARR ở phần tử thứ Y, tức là nó bằng số mấy đây? 9. Không nhỉ? Tiếp tục, ARR ở phần tử thứ Y tức là mảng ở vị trí số mấy? Số 0 được gán bằng giá trị, gán lại bằng giá trị thứ, bằng giá trị bao nhiêu? 8. 8 như đây là gán bằng giá trị, còn đây là vị trí nhá. Được chưa? Mảng ở vị trí số 0 được gán bằng giá trị số 8. Được chưa? Xong. Đến lúc đấy là mảng của chúng ta thành là 8, 8 như này, đúng không? Đúng chưa? Tiếp theo, ARR ở phần tử thứ G sẽ bằng với TMP. Đến lúc đấy thằng này mang giá trị bằng 9. Xong chưa? Tiếp tục. Đấy là xong một cái, hết một vòng lặp for này, đúng không? Hết một vòng lặp for này, vòng for trong. Đấy là so sánh phần tử đầu tiên. Được chưa? Tiếp theo đến for so sánh tiếp lần thứ hai. Này kiểm tra vòng lặp, tức là y g bây giờ cộng cộng lên rồi, đúng không? G cộng cộng lên rồi, g bằng là 2, đúng không? Thì bây giờ g ARR ở phần tử số 2 nó bằng số 6 này, đúng không? Đúng chưa? Bây giờ so sánh tiếp. Nếu mảng ở phần tử số 0 so sánh với mảng ở phần tử số 2, giá trị có lớn hơn không? Có, đúng không? Thế lại đổi. Đến lúc đấy thằng 6 này về đây, thằng 9 này về đây, đúng không? Đúng
đúng chưa? Rồi, xong hết một vòng làm nữa, tiếp tục so sánh tiếp thằng này với thằng 7. Có thỏa mãn điều kiện này không? Không. Kệ thôi, bỏ qua, không chạy cái câu lệnh đổi chỗ này nữa. Đúng không? Cộng tiếp vòng làm nữa lên là đến con 10. 6 so sánh với 10. Sao? Không thỏa mãn thì lại bỏ qua. Xong chưa? Thế vậy thì bây giờ thằng này đã hết vòng làm, hết mảng rồi. Thì đến lúc đấy là phải chạy y cộng cộng thôi. Đúng chưa? Thế vậy y bây giờ bằng mấy? 7 cái gì mà 7? Y cơ mà. Lại 8. Y lúc đấy bằng mấy? Bây giờ cộng cộng cái thì bằng mấy? 1. Ừ, 1 cái có phải bằng thằng này không? Rồi, bây giờ đi so sánh tiếp. Nó lại so sánh với cái thằng bên cạnh nó đúng không? Được rồi, 8 có nhỏ hơn 9 không? 8 có lớn hơn 9 không? Không, để nguyên. Xong, hết vòng làm tiếp. So sánh với thằng này, 8 có lớn hơn 7 không? Có, đổi chỗ. Đúng chưa? Đúng chưa? Bây giờ 7, 7 có nhỏ, 7 có lớn hơn 10 không? Không, để nguyên. Xong y lại cộng cộng đúng không? Hết rồi. Bây giờ là y bằng 2 và mang giá trị là 9. 9 so sánh với 8 có lớn hơn không? Đổi chỗ. Xong chưa? Và từ đây về sau là không còn xảy ra tình huống nào nữa. Cái này có phải là đổi quá không? Thằng nào nặng hơn thì đổi chỗ cho cái thằng nhẹ hơn. Nó nổi dần, nổi dần, nổi dần lên. Được chưa? Và đây cái logic sắp xếp của bọn nó rất là dễ. Câu biết tôi phải học cái này từ bao lâu, từ lúc nào? Học từ lúc học C. C là tức là vừa vào chuyên ngành được khoảng 1-2 tháng. Sau khi học tiếng Anh bọn tôi sẽ là học như thế này này. Sau khi học tiếng Anh chuyên học tiếng Anh cơ bản nhá, tức là rơi vào tầm khoảng nửa năm. Đấy là tôi còn là level 3 đấy, là còn được làm được học có 6 tháng rồi. Còn cái bọn level 1 đấy, level 1 là bọn tôi có 5 level tiếng Anh thi vào nó xác định. Nếu mà đứa nào mà không biết gì về tiếng Anh là học lại từ fundamental ấy, tức là học lại từ đầu, từ ABC XYZ ấy, thì nó phải học rơi vào gần 1 năm xong mới được vào chuyên ngành. Xong vào chuyên ngành đập vào phát bằng C, I2C luôn. Thế là học mấy cái này luôn. Sắp xếp nổi bọn. Tự code đi. Xem 10 phút nữa xem có làm được không. Nay không làm nữa thì chịu. Thank you.
Xong chưa? Đúng không chưa? Quay xuống xem thằng Hùng với thằng Đạt xong chưa? Có khi phải tách hai thằng này ra. Cứ yêu nhau xong rồi cùng nhau chui xuống hố. Lớp bọn này cứ thằng nào dính vào với nhau, thằng nào con nào dính vào với nhau là hợp ngu cả đôi. Thế mới hay. Cao lắm đi. Cao làm như thế là hả? Thậm chí cao thì phải cao của cái mảng chứ. Cái hàm đấy giữ nguyên. Thank you.
đây của em là cái selection sort và loại sort khác. Có 7 cái sắp xếp rồi. Đó là sau cái việc thăm. Đấy, nhưng mà nó làm cái khác. Không
2 thì không có cái bảng để sắp xếp quái gì. Đúng chưa? Đây là cái bảng này là tạo ra bảng đúng không? Đúng chưa? Còn đây là cái hiển thị ra cái bảng này đúng không? Đúng chưa? Thế vậy thì gọi hàm của hiển thị sau hai cái này chứ. Lại không tìm cái gì nữa, gọi hàm thôi mà. Như nào là gọi hàm? Ở đây như thế là gọi hàm đấy. Mày copy cả cái hàm kia làm gì? Lại enter số viết ở đấy à? Viết ở đâu? Lại viết ở đấy. Gọi hàm. Như thế nào là gọi hàm? Không. Như nào là gọi? Như nào là gọi hàm? Cái gì? Gọi mà hiển thị nó là gọi hàm là viết tên nó ra. Viết tên nó ở đâu đấy? Cái bảo viết ở đâu? Đây là định nghĩa đúng không? Đây cũng là định nghĩa đúng không? Còn để muốn cái đoạn này chạy ở đâu ấy thì gọi nó này, đây là gọi hàm này. Hiểu chưa? Bây giờ gọi cái hàm kia ở phía dưới của cái 35 mình coi nào. Đúng rồi, chuyển cái gì vào đây? Cái hàm sắp xếp nó có mấy tham số? Có biết tham số là cái gì không? Cái hàm sắp xếp nó chỉ được rồi nào. Trong cặp dấu ngoặc của nó có mấy cái đô la? Trong hợp dấu ngoặc nhọn vào tròn này một, cái bạn này đến đây truyền một với 100 vào đây là biết gì hả? Thế bây giờ sao, truyền vào đây cái gì? Chết mà thôi, riêng về phần hàm nó không giảng lại đâu nhá. Về nhà không học thì cũng chẳng biết làm cách nào đâu. Có mỗi cái việc gọi hàm thì không làm nên một. Thế vậy thì học lại là cái chắc. Không nhá. Mỗi cái việc định nghĩa hàm, gọi hàm, tham số làm mãi không xong, làm đi làm lại. Thế học hành cái quái gì? Ông về nhà ông làm gì? Cái việc này là cái việc function này, viết tên hàm ở đây, đóng ở mặt tham số, như thế này, xong rồi đóng ở vòng nhọn. Như thế này gọi là định nghĩa hàm nhá, nghe chưa? Đây là định nghĩa hàm. Tức mình viết sẵn nó ra đấy, còn mình gọi lúc nào là việc của mình. Còn cái hàm nó yêu cầu, đây là cái này gọi là cái tham số này. Như ở đây tôi có một cái hàm. Tên nó là random arr element. Nhận, nó là nhận 3 tham số. Mỗi tham số sẽ có một cái yêu cầu, mỗi tham số sẽ phục vụ một cái mục đích khác nhau. Được chưa? Và khi mà tôi tiến hành là truyền vào đây những cái giá trị khác nhau, khi tôi gọi hàm, đây gọi là gọi hàm này. Đây gọi là gọi hàm này. Hiểu không? Gọi hàm là viết tên nó và truyền những tham số được yêu cầu. Có thế thôi. Còn nếu mà hàm của chúng ta có ra, có return,
thì nên có một cái biến hướng. Còn nếu mà không có return gì thì không cần cái đoạn đằng trước này cũng được, bỏ nó đi. Có thế nhưng mà làm mãi không được. Còn code PHP nó chạy ra trình tự thời gian. Bây giờ phải có cái mảng, phải có cái mảng thì mới sắp xếp được. Chứ này ông viết ở trên này nó có ý nghĩa gì? Hả? Hiểu chưa? Hiểu rồi, xuống lại sai mà xem. Làm tiếp, làm cho bao giờ đúng hết thì thôi, cả cái lớp phải đúng hết thì thôi, không thì dừng lại đây. Hôm sau cũng sẽ thế. Làm đi. Còn tiếp tục lười và không học không hiệu quả là tôi trả lại cho thầy đi. Tôi không dạy nữa mày nữa. Các bạn muốn theo học ai thì học. Nói rác cổ bỏng họng không ăn thua.
Rồi tiếp tục. Dừng lại ở đây là hiện tại chúng ta đang dừng lại ở cái việc là lấy ra một cái mảng random có min max và số lượng phần tử. Ví dụ để đây là 30 phần tử. Chạy từ 1 cho đến 1000. Thôi để 10 phần tử thôi vậy. Từ 1 trên 1000. Ở đây chúng ta sẽ output ra một cái mảng gồm các phần tử này. Bây giờ mục tiêu của chúng ta là sắp xếp lại các phần tử này theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Ví dụ tôi để đây là để đến 100 thôi cho nó bé. Như này, không để số kia nó to quá. Thì bây giờ chúng ta cứ phải thực hiện cái mục tiêu là sắp xếp trước được chưa đã. Thì sắp xếp giống như vừa rồi tôi viết thì là chúng ta sẽ có mấy phần, mấy vòng lặp. For y bằng 0 và y nhỏ hơn cao của cái test ARR. Và vòng lặp con nữa là vòng lặp for z. For z, z bằng đô la y cộng 1. Z sẽ nhỏ hơn cao của test ARR. Chúng ta kiểm tra tiếp điều kiện là if nếu cái test ARR ở phần tử thứ y nó lớn hơn so với test ARR ở phần tử thứ z. Nếu thỏa mãn điều kiện này, tức là cái giá trị của số của phần tử đằng trước mà lớn hơn cái phần tử đằng sau, thì chúng ta đổi chỗ hai thẳng. Thì chúng ta sẽ có một cái biến là TMP bằng test ARR ở phần tử thứ y. Sau đó test ARR ở phần tử thứ y nó sẽ bằng với test ARR ở phần tử thứ z. Rồi cuối cùng là test ARR ở phần tử thứ z nó sẽ bằng TMP. Thay đổi giá trị. Sau khi thực hiện cái việc này, chúng ta tiến hành va đâm lại một lần nữa cái giá trị của test ARR. Chúng ta đã nhìn thấy kết quả 557577856313. Ở đây chúng ta có 51323 đúng theo thứ tự tăng dần. Đấy, đây là cái logic sắp xếp. Bây giờ chúng ta chuyển cái thằng này thành cái hàm. Bây giờ làm nào? Chúng ta sẽ có là một cái function, phải tạo hàm rồi đã. Sort ARR truyền vào đây một cái mảng, ví dụ tôi để chữ mảng đi. Đây là tham số. Tham số thì ở trong cái hàm này nó mới sử dụng được. Còn ngoài tham số thì gần như cái tham ngoài cái mảng và ngoài cái hàm thì tham số thì gần như không có ý nghĩa. Thì ở đây cái mảng, cái biến mảng này của chúng ta nó chính là các cái array. Cái biến mảng này là đại diện cho cái array. Đó, và chúng ta phải chuyển theo. Bây giờ tôi muốn cái biến test ARR của tôi được sắp xếp thì tôi sẽ có là, ví dụ tôi có một cái biến hướng tên là result. Result là cái biến hướng thì tôi sẽ có là gọi cái hàm sort ARR của cái một cái mảng nào đấy, mảng nó đặt lên là test ARR thì chúng phải truyền nó vào. Thì ở trong này cái mảng này mang giá trị của test ARR và cuối cùng chúng ta phải return cái đô la mảng. Đấy, và cuối cùng ở đây là result. Đây là cái thằng này, nó là cái thằng hứng. Hứng của kết quả sau khi biến đổi ở trong cái hàm này trả về thì chúng ta gán cho cái biến result. Được chưa? Và cái function này chúng ta hoàn toàn có thể bê nhấc lên trên đầu này. Chẳng có vấn đề gì cả. Ở đây chúng ta tạo mảng, hiển thị mảng. Sau đó nó có mảng rồi thì chúng ta mới tiến hành sắp xếp chứ Hùng nhá. Chứ lúc nãy tôi nhìn thấy ông viết xong rồi ông enter, ông định vẽ cái gì vào đây này. Có mảng quái đâu mà sắp xếp. Ông định viết cái gì vào đây? Tôi nhìn cái tay ông là chuẩn bị nó thành như thế này này. Test ARR bằng sắp xếp, ví dụ ở đây là sort ARR của cái test ARR. Như này hả? Như này thì cái biến này ở đâu ra mà sắp xếp? Đã có mảng chứ mà sắp xếp. Hiểu vấn đề chưa? Nó phải sinh ra sau khi mà cái mảng nó đã tồn tại thì muốn sắp gì thì sắp. Nó còn chẳng tồn tại thì sắp xếp cái quái. Nó lỗi rồi lại gào lên. Ai chưa xong thì chép vào.
và comment một cách đầy đủ đó thôi. Tí nữa tôi xuống kiểm tra mà ai mà không comment dòng nào vào trong cái logic code logic này thì liệu hồn. Bất biết là làm xong rồi hay chưa xong. Alo. Em không. Vâng. Có. Vâng. Vâng. Sao? Thế à? Có cả hai buổi. Dạ. Yeah. Vâng vâng được rồi, em xem lại. Ngày mai em chạy qua. Vâng. Không nhỉ? Biến đổi một chút.
sắp xếp hàm nó tương tự giảm dần. Không nhá, đổi một cái dấu là xong, đúng không? Đúng Minh, chỉ đổi đúng một cái dấu là xong, chẳng có cái gì. Đổi cái dấu này này, nè, đổi từ lớn hơn thành nhỏ hơn là xong, hết vậy. Bài 3. Bài 3. Viết hàm. Lọc ra các số chẵn trong mạng. Bài 4. Viết hàm lọc ra các số lẻ trong mạng. Bài 5. Tính tổng hai số lớn nhất. Bài 6. Tìm tổ hợp 3 số trong mạng có thể chia hết cho cả 3 và 5. Đấy là 6 bài. Tán đi.
Không cho đi yêu được không? Được. Thì ngồi lại đi. Làm xong bài thì muốn đi đâu đi. Này cứ nốt đầu 16 rồi. Sạc từ xếp vào lỗi của ai mượn mọc thông tin hay mà không xong được vào ngày dài ngồi đây đến tôi làm nào tối được lớp đấy học ngày luôn. Nghĩa mà chưa làm trong hết lúc này thì xin thử thêm rồi nha. Mình làm gì đây giờ này giàu nhanh à? Ra đi. Yeah.
một cái mảng dấu nữa, xong làm vòng lặp, làm một vòng lặp co chạy từ đầu đến cuối mảng chuyển vào, nếu có phần tử nào ở trong cái mảng kia mà nó chia cho hai thì gắn cho cái mảng mới, cuối cùng return cái mảng mới là xong. Thế rồi động não đi, nhìn có những cái không? Điểm danh như vậy này, điểm danh nó vẫn phải ngồi lên đây nha. Nó chắc tin nó hỏi rồi, nó không có cái gì nó làm cái gì.